sang đâu? Đúng rồi, buồn chết. Không buồn nữa chứ. Thì bà, hay là cô đọc bài này đi, đọc bài thao thức này này. Ừ, thao thức thì có mấy câu. Thế thôi. Đó là đầu tiên đấy. Sang đâu đấy mà. À đây nói chuyện về cháu thì là có cái thằng bé này đây này. Đấy, cái thằng bé này là thằng bé anh là cái thằng bé này là cháu nội của bạn này. Bé sinh ở mãi trời Tây, nửa vòng trái đất hôm nay tìm về. Bé theo cha về thẳm quê, nào là nội ngoại để về vui sao. À, thế cô đọc thêm bài đi. Cô đọc bài này đi, cô đọc bài này đi. Chẳng mong ai, chẳng đợi chờ ai, mà sao thao thức suốt canh dài. Hồi ức cớ sao khe cắt quá, trở về ám ảnh mãi không thôi. Trở về ám ảnh mãi không thôi, đường lai giờ đã khép lại rồi. Quỹ thời gian nay hầu đã cạn, quá khứ theo ta ám ảnh hoài. Thế là cảm ơn bác nhiều lắm. Có đúng không?